cho nên luôn để bốc anh ạ. Vâng. Tắt vào đèn, tắt vào đèn. Với đất, cuốc đất. Xẻ rãnh. Xẻ cuốc nên thì mình phải hót rãnh thôi, chứ còn giờ mua thêm một bộ hót nữa thì nó cũng được, nhưng mà mình làm vườn cây ăn quả thì mình chẳng cần thiết lắm về cái bộ hót. Mình hót, mình đã cuốc nhỏ rồi nhá, phay nhỏ rồi thì mình hót bằng cái cuốc hoặc cái xẻng đấy, mình hót lên nhanh hơn. Tiết kiệm vì gì phải mua thêm cái đấy. Còn cái này hót rãnh nó có một cái bộ hót riêng. Đây đây là một trong những cái thiết kế hót rãnh thoát nước này. Cái này là hàng cao cấp, hàng này của Nhật nguyên bản luôn. Chứ còn hàng của công ty thì nó có nhiều loại, một loại là đơn và kép. Kép thì nó còn thêm một cái bộ rạch xung quanh để mình bón phân đấy. Cái bộ hoa khế đấy, rạch xung quanh bón phân. Còn đây là cái nồng cỏ này. Cái nồng cỏ bây giờ là bên cháu đặt riêng, là thiết kế là tất cả nó đều có những cái ôm này. Như là nó ôm vào trong máy thì khi làm cỏ nó không quấn cỏ mà quấn những cái dây ni lông với này, những cái dây mình ném ra vườn ấy, hoặc rễ rách các kiểu thì nó quấn vào đây là mình gỡ rất là dễ. Nó khác với những cái ngày xưa ví dụ, kể cả bây giờ một số công ty máy cũng chưa có cái này, thì riêng cháu đã đặt riêng những cái này rồi, nên là riêng cái sản phẩm. Mà hai nữa là máy đây. Cái ốp này nó ốp vào trong đây, chú thấy chưa? Nó ốp khít đây luôn, thì khi nó quấn cỏ vào đây là cái ốp này nó to không? Mình gỡ rất là dễ nhá. Đây. Mình cứ gỡ rất là dễ, mà hai đứa là nó giữ, nó bảo vệ cho cái đất, cái cát và những cái, ví dụ có những cái dây thép mình buộc vườn hay cái gì, nó sẽ không cắm chọc vào trong cái na răng này, cái na răng ở trong này. Na răng này nó sẽ chảy dầu, mà khi đã chảy dầu rồi là mình hơi bị mệt luôn. Thì cái này nó bảo vệ đấy, nhưng cái công ty khác không có. Bây giờ thì cháu mới đặt riêng thì mới có cái dòng này nhá. Đấy thì đây là cái dòng Honda GX 160. Honda GX 160 là 5,5 sức ngựa, bộ lọc gió cải tiến mới. Thằng này bao tiền? Thằng này thì 14.500.000. Còn Honda GX 200 là đây, nó mạnh hơn thì nó là 6,5 sức ngựa. Thì con GX200 này thì nó là 15.500.000. Đấy, nó chênh nhau 1 triệu. Còn hình thức kiểu dáng nó như nhau, nó chỉ khác nhau về công suất thôi. Vâng. Này con này là con Kubota TA6, là con dòng máy cũ. Nhưng con này thì này quá ngon. Đấy. Cái này là vừa làm cỏ. Nhà bán cây giống bao tiền? Trồng ngay không phải đấy, mình mua dịp Tết. Thằng nào nó rổ đi hả mẹ? Dùng cây đào, cây vinh như vậy, thằng nào nó rổ chứ. Chú cứ quảng cáo sang xịt. Mùa này ngày nắng đêm sương là trồng không bị héo. Xuống cây là đẹp nhất mùa này. Tháng 11 và 12 là đẹp nhất. Lập xuân gì? Mùng 6 lập xuân à? 16. À 16 à? Hết đại hạn. À. Thôi còn một tí thôi. Đây lót rồi, lót. Khả năng mình phải cho ăn trước rồi. Có thể ăn được bưởi Hà Bưởi Ngon bằng cách chuyển tiền qua tài khoản. Hà Bưởi Ngon sẽ gửi bưu điện hoặc xe khách đến cho bà con đón nhận hàng. Thì bình thường Hà Bưởi Ngon sẽ có những hộp làm quà biếu Tết 3 quả hoặc 6 quả rất là đẹp, rất lịch sự, để thay cho bà con dùng đi biếu bằng rượu bia hoặc là nước giải khát, rất là đẹp và hợp túi tiền. Bà con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon để được tư vấn hỗ trợ sản phẩm. Rừng cây.
giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đồ trắng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ước mộng học trò. Mối tình xanh như khúc hát, ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ xa đi chẳng xa từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên chồng, 20 năm cuộc mộng giờ xa sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hằng vui duyên mới, 20 năm cuộc rượu còn đấy uống qua tháng ngày, cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc thêm ly này, hôm giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chẳng tàn. Từng thu thấy lá lá rơi đắp mộ cụ tình, lá bay trách nặng giọt ly này. Chăm sóc nó đơn giản nên mà chất lượng nó vẫn đạt chất lượng, bán vẫn được giá. Quả sai mà quả bây giờ bán toàn 25, 30, 35, luôn có nơi nó bán 40.000 một quả chứ không phải vừa đâu, mà nó bói ăn nó đã ngon rồi chứ bây giờ không ai trồng cái loại 7-8 năm ăn nó mới ngon, mới nó chăm sóc nó cực kỳ quá. Ngày xưa chẳng qua đó là cái thông tin người ta nó hạn chế nên là cứ ở địa phương nào có loại nào người ta trồng loại ấy thôi, biết đấy. Thì người ta không biết thôi, còn bây giờ người ta biết nhưng mà đầy người đích biết được ạ. Nhưng mà hôm nọ em không về làm trong phút gì đấy đâu, bác sĩ bác làm ngay trường mẫu giáo đấy cho người đó mấy người kia chứ. Còn tự nhiên thì có biết đâu.